Chúng ta đang quay trở lại bài học để làm cách nào để xây dựng thương hiệu cá nhân Và bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái cách thức và phương thức Và những cái công cụ để làm marketing cho bản thân của mình Việc đầu tiên là các công cụ marketing miễn phí Nó gồm có YouTube Đây là công cụ để bạn có thể đưa lên những cái luận điểm của mình đưa lên bài chia sẻ của mình đưa lên những cái cách thức để nói chuyện của mình với cộng đồng của mình nó ngày xưa chúng ta dùng truyền hình uh, dùng uh, vtv nhưng nó là chi phí rất tốn kém chúng ta gần như những người bình thường rất khó để tiếp cận những kênh đó thì nay chúng ta có youtube chúng ta có tiktok chúng ta có thể quay những video của mình quay những bài chia sẻ của mình quay những cái cuộc nói chuyện của mình để chúng ta có thể tiếp cận nhiều người chia sẻ với nhiều người bình thường chúng ta nói với một người nếu như muốn nói một cái thông nghiệp đó chúng ta lại phải nói lại lần nữa chúng ta mất rất nhiều thời gian công sức và không thể tiếp cận đến nhiều người được. Nay có YouTube để chúng ta có thể chia sẻ những video, chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện, chúng ta để chia sẻ những cái uh, vấn đề của chúng ta, những giải pháp của chúng ta, có những cái cái kiến thức của chúng ta cho toàn bộ những người ở trên mạng internet. Đó là cách thức để chúng ta có thể lan tỏa giá trị của mình, lan tỏa cái nhân hiệu của mình, thương hiệu của mình. Và tiếp theo nữa chúng ta có thể dùng Facebook. Facebook bây giờ là xã hội Việt Nam này gần như là ai cũng dùng Facebook, người người dùng Facebook, nhà nhà dùng Facebook và cái thời gian của khách hàng chúng ta lướt Facebook rất nhiều. Việc đó là chúng ta có thể tiếp cận đến Facebook. Ngày xưa chúng ta dùng báo chí truyền thông thì nay chúng ta sẽ dùng Facebook. Mỗi một người trên Facebook cũng như là một nhà báo, cũng như là một người độc giả, cũng là một người đang tìm kiếm và và thu thập thông tin việc chúng ta hãy cung cấp thông tin của mình lên Facebook giống như việc là chúng ta sẽ nói chuyện của mình các bài viết của mình những cuộc những cái bức ảnh của mình cũng như những hình ảnh của mình những câu chuyện của mình chúng ta sẽ đưa lên Facebook để chúng ta có thể lan tỏa đến nhiều người và chúng ta có thể tương tác trên Facebook và tiếp theo nữa là những group những cộng đồng Ờ, như kiểu nếu như chúng ta làm về uh, làm về những lĩnh vực về mẹ và bé chúng ta sẽ tìm những cộng đồng mẹ và bé chúng ta làm về thời trang chúng ta tìm những cộng đồng về thời trang chúng ta làm công nghệ chúng ta tìm những cộng đồng về công nghệ chúng ta làm về làm đẹp chúng ta tìm những cộng đồng về làm đẹp uh, chúng ta làm về marketing về truyền thông chúng ta tìm những cộng đồng về marketing và truyền thông hãy lên những đội hội nhóm những cộng đồng về facebook nơi đó có rất nhiều những khách hàng của chúng ta đang chờ nơi đó chúng ta có thể thỏa sức để để feeling để sáng tạo để tìm kiếm những thông tin cũng như là cung cấp thông tin và chúng ta sẽ dễ dàng thu hút những độc giả về phía mình những fan về phía mình rồi tiếp theo nữa là profile cá nhân Profile cá nhân nó giống như một trang báo điện tử. Việc chúng ta có thể cung cấp thông tin, việc chúng ta có thể làm hình ảnh, việc chúng ta có thể làm các hoạt động ở trên đó, nó là sẽ là nơi mà bạn có thể thỏa sức để mình có thể sáng tạo, để mình có thể xây dựng cho mình một trang báo điện tử của riêng mình. Hãy nhớ profile cá nhân, uh, profile cá nhân trên Facebook là một trong những kênh để bạn có thể tìm kiếm khách hàng, thu hút khách hàng cũng như là để truyền tải thông tin của mình một cách cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại của tôi là gì ạ? Trên 50.000 người follower và trên 5.000 và năm người bạn lúc này tôi bước vào thông tin thì rất nhiều người nhìn thấy tôi rất nhiều những chia sẻ là chúng ta sẽ phải biết cách để có thể truyền thông của mình lên trên đó sử dụng những công cụ đó một cách tuyệt vời chúng ta sẽ trở thành một người thu hút vô cùng tuyệt vời chúng ta có thể dùng um, sách viết sách online, những ebook online hoặc là viết sách trực tiếp, ví dụ như tôi có cuốn sách kinh doanh thực chiến, với rất nhiều người nhìn người đón nhận nó, đón đọc nó và mỗi một cuốn sách nó gọi, nó gần như là một công cụ marketing của tôi, một sự thu hút của tôi với độc giả của tôi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có thể làm các khóa học online, giống như việc bạn đang xem khóa học này, bạn có thể học kiến thức tư duy sau đó bạn về bạn áp dụng nó bạn có cái kết quả và bạn thấy nó đúng bạn thấy tuyệt vời và việc tiếp theo nữa bạn học cái cách thức để nói chuyện trước ống kính học cách thức để livestream học cách thức để đào tạo bạn có thể tạo ra những khoa học online và từ các khoa học online bạn quen bạn quen trước ống kính quen nói chuyện với nhiều người bạn có thể tạo ra những khoa học offline để bạn có thể truyền tải uh, chia sẻ kiến thức của mình cho nhiều nghìn người ngoài kia bởi lẽ gì ạ kiến thức của nhân loại và kiến thức chúng ta cần là rất nhiều mỗi một người cũng sẽ cần những kiến thức của ta nếu như chúng ta tìm được nhiều người và chia sẻ kiến thức của ta thì chúng ta sẽ dễ dàng trở thành chuyên gia trong mắt của họ mỗi người chỉ cần giỏi hơn người khác một phần trăm đã có thể trở thành thầy của người khác rồi rồi tiếp theo nữa chúng ta có website à, một website ngày xưa thì rất là khó bây giờ thì rất là dễ dàng chúng ta có thể tạo ra một website chúng ta có thể viết bài của chúng ta trên đó chia sẻ những luận điểm của chúng ta đó chúng ta có thể tạo ra những blog những cái thứ như vậy giúp chúng ta sử dụng cái công cụ marketing càng thuần nhuyễn bao nhiêu, tuyệt vời bao nhiêu, dũng như là mở rộng bao nhiêu thì chúng ta có thêm khách hàng bấy nhiêu. Đừng phí phạm, đừng bỏ rơi những cái công cụ để giúp chúng ta đạt được nhân hiệu, thương hiệu một cách nhanh chóng nhất. Hãy áp dụng những công cụ đó như một vũ khí để giúp chúng ta đi xa, đi nhanh hơn nữa trên cái thị trường, trên chiến trường đầy khốc liệt internet.